phần nụt đâu anh em ạ. Đấy, chơi vào chơi tiến lên miền Nam giải trí thôi. Hôm nay 4-6 này mình sẽ vào quái thú nhá. Kiếm lái ở con quái thú anh nhá. Đấy, lâu lắm rồi không kiếm lái ở con quái thú này. Con gấu này, con gấu thì anh em xem đằng sau con gấu là con gì anh em phang thôi. Gấu, công, bồ câu, khỉ, đấy, mấy con X8 anh em ạ. Đấy, cách chơi của mình là thế anh em nhá. Cách chơi của mình hôm nay, cái cách này thì mình vẫn dùng khá là lâu rồi anh em ạ. Lâu đời rồi, bây giờ chơi lại nhá. Xem thử bây giờ còn ăn được nữa không anh em ơi. Đấy, mấy con X8 nhá. Đấy, anh em cứ để ý sau con gấu con gì thì anh em cứ phang thôi. Anh em chỉ phang 4 con thôi nhá. Ván đầu tiên thua anh em. Ván đầu tiên thua thì những ván sau auto có lãi anh em ạ. Anh em chơi cờ bạc anh em đừng ván đầu tiên anh em đừng nên ăn. Ván đầu tiên ăn thì cực kỳ đen luôn. Đấy, và hôm nay ván đầu tiên mình đã thua. Để xem ván thứ hai nó như thế nào nhá anh em. Thì link tải con cu phát mình để dưới phần mô tả, mình ghim cả dưới phần bình luận luôn anh em. Có cả link tele của mình phía bên dưới nữa. Anh em tải game về có vấn đề gì hay khúc mắc gì thì anh em cứ nhắn tin qua tele cho mình để mình giải đáp cho anh em nhá. Ván thứ hai nào. Đây, ván thứ hai ăn này anh em ơi. Đấy, quá ngon luôn này. Đấy, 6-6 này anh em ơi. Quay về 6-6 anh em hòa vốn lúc nãy này. Ok, bây giờ bắt đầu ăn thôi anh em ơi. Anh em cứ để ý sau con công. Con gì để anh em cứ pha con đấy cho mình nhá. Là chúng này nhá, mà chúng thêm 100k này. Đấy, 100k nhân 8. Con này X8 là 800k trừ vốn đi 400, mình vẫn lãi 400k đấy anh em ạ. Đấy, lên 2 triệu có lãi anh em ơi. Bắt đầu có lãi đấy. Anh em cứ vận dụng áp dụng cách này nhá. Hiệu quả đấy anh em ạ. Không thì anh em cứ vào không cần phải chơi đâu, anh em cứ vào thử test, thử nhìn xem thôi. Anh em chỉ cần anh em quan sát thôi. Đấy, thấy ok ổn áp thì anh em theo, còn nếu không thì anh em xem giải trí nhá. Cái này mình thấy khá là ổn áp đấy. Thưa mẹ con lên thành phố, những đêm lắc suốt ở du trường, chẳng lo đi kiếm việc làm, không muốn nhập nhằn ngày bao gian nan, nên em đành phải đứng đường, nên em đành đi đứng mọi người suy nghĩ.